kính chào các quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình Người đương thời. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi một tuần chúng ta lại gặp nhau, gặp một con người, một câu chuyện để cùng biết thêm những bí quyết để thành công trong cuộc sống. Và nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay là ông Lê Thiên Long, một trong 10 gương mặt đã được tuyên dương trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực và đã được Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực tuyên dương thời gian vừa qua. Xin mời ông Lê Thiên Long. Xin chào ông Long. Vâng ạ. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 năm 2007, ông Lê Thiên Long, chuyên viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, chính thức gửi đơn tố cáo những hành động tham nhũng của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Văn Khánh. Trải qua một quá trình đấu tranh kiên trì với những bằng chứng khách quan và chính xác, ngày 31 tháng 11 năm 2007, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Khánh. Những sai phạm của ông Khánh trong việc mua bán vật tư nông nghiệp, cho thuê tài sản nhà nước, thuê xe ô tô và cổ phần hóa tại Tổng Công ty gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Việc làm của ông Lê Thiên Long đã giúp cơ quan công an thu hồi được về cho nhà nước gần 10 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 3 năm 2009, ông Lê Thiên Long được vinh danh tại lễ tuyên dương 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương. Ta vừa xem đoạn tóm tắt lại vụ việc vừa rồi. Còn bây giờ thì để khán giả có thể làm quen sâu hơn với ông thì đề nghị ông có thể ngay lập tức trả lời các câu hỏi nhanh của chương trình của chúng tôi không ạ? Tôi sẵn sàng. Từ bé tới giờ thì ông có một nỗi sợ. Nói chung là sợ ốm đau. Khi sợ hãi thì ông thường làm gì? Phải cố vượt qua thôi. Thuở bé thì câu nói gì của mẹ ông mà ông nhớ nhất? Bà nói là phải cần cù. Ông ước mơ có bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt. Con số lớn nhất ông có thể ước mơ là bao nhiêu? Tầm 1 triệu đô. Khoảng 17 tỷ đồng. Vâng. Nếu như có 17 tỷ đồng thì ông sẽ làm gì? Thứ nhất phải lo việc gia đình nhà mình, rồi phải làm từ thiện. Bao nhiêu phần trăm cho gia đình, bao nhiêu phần trăm cho từ thiện ạ? Có thể từ thiện tới 25%. Nếu không làm ở ban kiểm soát của công ty hiện nay thì ông sẽ làm gì? Tôi có thể làm nhiều việc kế toán. Ông có thể tha thứ cho mọi điều trừ một điều, đó là điều gì? Dối trá. Nhân vật cổ tích mà ông yêu thích nhất? Thánh Gióng, vì là Thánh Gióng là cao hơn cả. Cảm ơn ông đã trả lời xong các câu hỏi của chúng tôi. Một điểm đặc biệt của chương trình Người đương thời là chúng tôi thường mời các vị khách tham gia một trải nghiệm. Và ông đã sẵn sàng để tham gia trải nghiệm với chúng tôi chưa ạ? Vâng. Ông có bao giờ chơi mèo đuổi chuột không ạ? Không. Không ạ. Thế ông có thấy là trên TV hay chiếu một bộ phim hoạt hình có tên là Tom Jerry không? Có. Ông có thích bộ phim này không ạ? Rất thích. Và bây giờ chúng ta thử chơi một trò chơi mèo đuổi chuột. Ở đây có một số con mèo và con chuột. Nếu mà được chọn thì ông sẽ chọn làm con gì? Nếu là Jerry thì tôi phải chọn con chuột. Ông thích làm Jerry to hay Jerry bé? Jerry nhỏ thôi. Ông thích chơi mèo to đi. Như vậy là một con chuột nhỏ sẽ đấu với cả một con mèo to. Mèo và chuột cùng phải chạy trong cái khu thành quách này. Mèo có những vũ khí như là móng vuốt này, như là răng nanh này. Chuột không hề có một vũ khí gì hết. Tuy nhiên thì chuột sẽ phải tìm được cách để khống chế, bắt được con mèo, nhốt mèo vào một chỗ. Ông có nghĩ ra cách gì để có thể là khống chế và bắt được con mèo này không? Bằng thức ăn thôi. Vâng. Để mà mèo phải tiến tới cái chỗ thức ăn theo ý định của mình. Vâng. Và tìm cách sập cửa lại. Tức là chúng ta sẽ phải tìm cách để lừa con mèo. Đúng ạ? Vâng. Và có cách gì nhanh nhất để lừa được con mèo này? Là phải chạy ra để cho nó chạy theo mình. Nếu như mà chuột mà ẩn nấp đi thì sao? Thì mèo nó cũng không theo rồi. Mà vâng, không biết nó ở đâu nữa. Trong các cái vũ khí sau đây thì chuột sẽ chọn vũ khí nào? Theo dõi mèo, thu thập dấu vết của mèo, động đồng đội và thứ tư là đánh giáp lá cả, thì ông sẽ chọn vũ khí nào? Nếu được cả thì tốt. Vâng. Tại vì mỗi một lúc ta dùng một phương pháp khác vâng nhau. Nếu được chọn một thôi ạ. Buộc lòng phải thu thập dấu vết. Nếu như mà chúng ta không có những vũ khí này thì liệu chúng ta có thể có một con đường tắt nào để đánh bại được mèo không? Không, có những công việc hết sức công phu mới làm được. Vâng. Không bao giờ có cái gì là dễ dàng cả. Nếu làm con chuột bắt được con mèo thì ông sẽ cần bao nhiêu thời gian? Cái đấy thì cũng khó. Vâng. Bởi vì nó tùy thuộc vào tố chất của anh. Vâng. Nó tùy thuộc vào tài liệu anh có, rồi là các cái mà khả năng cơ sở vật chất anh có. Vâng. Chứ không phải đơn giản là cứ nói là làm được. Vì sao ông lại chọn làm con chuột mà ông lại không chọn làm con mèo? Bởi vì là trong dân gian Việt Nam thì nghe mèo thì oai hơn là chuột. Mèo thì bao giờ cũng có lợi thế hơn. Vâng. Nhưng mà chưa chắc chuột đã thua mèo. Chúng ta đang theo dõi chương trình Người đương thời và vừa chứng kiến một trải nghiệm cùng với ông Lê Thiên Long, một trò chơi có tên là chuột đuổi mèo, ngược lại với những điều mà chúng ta vẫn thường quen nói với nhau là mèo đuổi chuột, đúng không ạ? Và khán giả xem truyền hình cũng như tôi lúc này thì cảm thấy rất là thú vị với những cái bí quyết trong trò chơi của ông, khi ông nói rằng là ông sẽ phải làm sao để cho đối thủ của mình phải đi theo được con đường mà mình đã lựa chọn, đúng không ạ? Vâng, nếu như có một mối liên hệ giữa trò chơi mà chúng ta vừa trải qua cũng như là câu chuyện mà ông đã trải qua trong những năm qua thì ông tự đánh giá vị thế của mình trong trò chơi này như thế nào? Cũng là con chuột thôi, nhưng mà cũng lại bắt mèo phải đi theo cái hướng
con chuột nó muốn. Vâng. Do đó mà cái tiền của nó thu lại là chính. Tức ông tự thấy là mình ở một cái vị thế yếu hơn. Vâng. Vâng. Ông có thể mô tả cái vị thế này được không ạ? Một chuyên viên ban kiểm soát. Vâng. Mà lại là một kiểm soát, cái ban kiểm soát lại của là doanh nghiệp mà nhà nước. Vâng. Thì nó hầu như nó không có một cái chút gì gọi là có cái quyền lực ở trong cái thực hiện cái nhiệm vụ của nó cả. Và lúc này thì ông bước vào một cuộc đối đầu với thủ trưởng cao nhất của mình đúng không ạ? Vâng. Lúc này ông nhìn thấy cái sự chênh lệch về vị thế như thế nào? Một người có đủ một bộ máy, quyền lực, những cái người mà ở cương vị đấy họ có đủ thứ, kể cả về mặt tiền tài, thì làm sao mà cá nhân tôi dám so sánh một cái gì ở đấy? Ông đã quyết định là bước vào cuộc chơi, bắt đầu để ý tới những dấu hiệu bất bình thường trong quản lý kinh tế tại doanh nghiệp của mình từ bao giờ? Đến tận tháng 9 năm 2006 thì tôi mới để ý cái ông tổng ấy, ông ấy bán cái cổ phần của Cảng Đình Vũ. Mà tôi lại là người đại diện phần vốn nhà nước ở đấy, cho nên tôi nắm rõ được cái ở Đình Vũ nó diễn biến như thế nào. Thì tôi mới rõ được, à như thế thì mất nhiều quá. Như vậy ông cũng là một người có thế lực đấy chứ ạ. Ông được đại diện hẳn cho 5% tiền vốn của nhà nước. Không, chỉ quan trọng một phần nhỏ ở cái làm đại diện. Bởi vì đại diện đây là còn em vợ của ông tổng ấy làm, còn làm 15%. Quyền quyết định thuộc về ai ạ? Tất nhiên vẫn thuộc về chủ sở hữu. Vâng. Chứ còn đại diện chỉ đi họp và về báo cáo. Đây có phải là những sai phạm đầu tiên mà ông nhìn thấy ở trong công tác quản lý tại tổng công ty không? Nếu mà nói là sai phạm mà đầu tiên thì không đúng. Vâng. Nhìn thấy nhiều thứ, nhưng mà bức xúc nhất là đến cái điểm đó nó bức xúc. Ừ. Trước đó thì ông đã nhìn thấy những cái sai phạm đầu tiên là lúc nào? Là việc mua bán hàng hóa. Như thế nào? Là ví dụ như là đã giao ước với nhau là bán ở mạn tàu là 1,9 triệu, thì ông lại ký hợp đồng bán trong kho 1,9 triệu. Các bạn hình dung như thế này, nếu chúng ta bán ở mạn tàu thì chỉ bốc qua mạn tàu là xong, mọi chi phí được từ đây được bốc chấm dứt. Cái gì ạ? Bốc hàng hóa của mình. Vâng. Của chúng tôi là phân bón nhập khẩu. Nhưng nếu bốc qua lên các mạn tàu lại bốc xuống xà lan để chở vào các khu kho để chứa trong kho cảng, rồi lại từ kho cảng bốc lên cho khách hàng, lúc đấy mới gọi là chấm dứt. Thế thì toàn bộ những cái chi phí từ lan can mạn tàu nhập khẩu cho đến khi bắt đầu khách hàng nhận ở tận đầu kho cuối cùng, rất là nhiều khoản chi phí khác nhau, bốc lên bốc xuống, lưu kho bãi, đáng nhẽ không phải chi. Vâng. Thì nay là tổng công ty lại chi cho khách hàng, để tức là gì nhận ạ? Lại cái chi phí cho mình. Ừ. Để cho cái lãi đó nó chuyển cho khách hàng. Lúc đó thì ông đã có những cái sự cảnh báo hoặc là ngăn chặn chưa ạ? À, cái đấy tôi nói thẳng với kế toán trưởng. Ừ. Với trưởng phòng quy hoạch. Ừ. Và họ làm động tác điều chỉnh ngay, buổi sáng nói tới buổi chiều có cái biên bản bổ sung lại ký ngay 1,9 triệu đó cho nó quay trở lại lan can mạn tàu. Ông đã góp ý và ngay lập tức đã được sửa chữa. Vậy thì có điều gì bức xúc nữa? Không phải như thế, để chống đối với cái phát hiện. Sau này tôi có tài liệu trong tay, tôi lại thấy rằng họ hoàn toàn vẫn cái lô hàng đấy vẫn thực hiện bán trong kho. Ừ. Tức là toàn bộ gần 1 tỷ bạc lại mất không cho khách hàng. Vì sao ông không tiếp tục mang cái việc này ra ánh sáng, tiếp tục tố cáo? Lúc đấy là không, người ta đang làm như thế rồi thì tôi coi như tưởng thế là xong. Và lập tức sau đó thì tôi được điều ra khỏi phòng kế toán ngay. Và lúc đó ông trở thành nhân viên của phòng gì? Tôi được tổng đốc là bố trí làm cái dự án thức ăn chăn nuôi. Sau đó thì ông lại trở thành thành viên của ban kiểm soát. Vâng. Đúng không ạ? Ông có cho rằng là trở thành thành viên của ban kiểm soát thì có nghĩa là cũng được giao một cái chức trách vô cùng quan trọng, vì người ta cũng đánh giá thấy cái khả năng nhìn nhận và phát hiện các cái vấn đề sai phạm của ông. Điều đó cũng đúng một phần. Dạ. Nhưng không quyết định. Dạ. Lý do thế này thôi, cái ban lúc đấy không còn trưởng ban nữa. Uh-huh. Còn có một chuyên viên. Và tôi thì sau 2 năm viết hai cái dự án đấy thì không thực hiện, do đó là phải sắp xếp lại cho tôi. Ừ. Việc khác, phòng kế toán không thể quay lại được rồi, thì anh bố trí tôi làm chuyên viên của cái ban kiểm soát. Nếu như lúc này ông không vào ban kiểm soát thì liệu ông có thể tìm ra được những cái vụ việc như thế này vâng, không? Nếu giả sử nếu lại quay về phòng kế toán thì không phải là phát hiện chậm như thế đâu. Ừ. Và cũng không phải là đến tận 2006 mới làm. Ông có đưa ra rất là nhiều kiến nghị về việc sai phạm của ban lãnh đạo. Tuy nhiên thì có thể được hỏi một câu là chúng ta cũng biết hiện nay là các doanh nghiệp làm ra 100 đồng thì người ta cũng phải chi lấy 1 đến 2 đồng chẳng hạn. Có những cái mà ông kiến nghị có nằm trong cái trường hợp là những cái khoản mà bắt buộc phải chi ra để mang lại lợi nhuận cho công ty không ạ? Ở đây không cầu toàn như thế được. Có cái chứng từ thì nó gọi là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Nhưng có cái chứng từ chỉ cần hợp lý cũng đã được thanh toán. Không có ai chắc đến mức độ là phải đúng 100%. Cực chẳng đã là những cái nó quá lố, buộc lòng phải nói thôi. Và trong tất cả những cái điều mà ông đã kiến nghị thì ông bức xúc nhất điều gì ạ? Tiền nó bị bỏ phí. Ừ. Và đồng thời nó bị coi như là chuyển hóa sang tư nhân. Chuyển hóa sang tư nhân là bằng cách nào? Nó có cả vấn đề tiếp khách, có cả vấn đề xe cộ, lại có cả vấn đề hàng hóa. Vâng. Rồi có cả vấn đề mua bán đất đai và cuối cùng là vấn đề cổ phần hóa. Một cái việc gì đó mà có thể nói là điển hình nhất trong tất cả những vụ việc này.
là vấn đề hàng hóa chứ không phải vấn đề xe cộ hay vấn đề tiếp khách. Từ 2003, 2004 mà tôi đã phát hiện thấy 6 lô ông tổng giám đốc ông ấy dùng cái việc mua bán hàng hóa để ông chuyển tiền lãi của tổng ty sang sân sau. Làm sao có thể làm được như vậy ạ? Tức là vẫn là hàng của tổng ty nhập về nhưng mà ông lại dùng hình thức là bán trao tay cho họ trước. Hàng vẫn nằm trên tàu. Sân sau chưa giả đồng nào thì ông lại lấy tiền của tổng ty, ông lại giả cho sân sau để sân sau lại lấy lại trả cho tổng ty. Rồi ông mới bán ra ngoài. Cả những cái việc làm này nó rất là mạo hiểm. Khi mà làm sai như vậy thì chắc chắn là những đối tượng sai phạm cũng phải dự đoán trước là có thể gặp rủi ro. Vậy thì tại sao các đối tượng vẫn tiếp tục làm những việc như thế? Ông tổng giám đốc của tôi ấy, ông đã khống chế thao túng được toàn bộ bộ máy. Do đó không có ai nói trái được ông ấy. Và cái thói quen đó nó nhiễm vào nhiều năm rồi. Cho nên ông cứ tưởng là mình sẽ làm được tất. Bây giờ đã chứng minh được là cái số lãi này thì là bỏ vào túi ai chưa ạ? Theo cái mới nhất mà tôi được thông báo của C37 Bộ Công an ấy, thì như vậy là riêng tiền xe ô tô thì cũng phải đền hơn 1 tỷ. Và một việc nữa là tham ô, một xe thôi cũng đã hơn 1 tỷ. Riêng tiền tiếp khách 2.2 tỷ. Thế và hàng hóa thì là có việc tham ô hàng hóa giữa ông Khánh tổng đốc tôi và cái anh công ty Thành Lợi. Tôi sẽ thử hỏi ông một câu như này nhé. Nếu giả sử như ông là ông Khánh chẳng hạn, thì liệu ông có cái cách gì để cũng vẫn có được những lợi nhuận cho mình mà lại không chịu những rủi ro? Cái việc đấy thì nhiều tổng giám đốc hiện nay của doanh nghiệp nhà nước họ vẫn đang làm. Chỉ có điều là họ biết dung hòa một phần cái quyền lợi đó cho tập thể. Có thể nói là nếu như chúng ta đặt ra mục tiêu của một người đạt tới sự thịnh vượng thì cái cách mà ông Khánh làm có thể là một cái cách nhanh. Ông ấy làm thế chỉ thịnh vượng ông ấy và cái thịnh vượng đó sẽ không bền. Đôi khi những con đường tắt lại trở thành những con đường vòng như trong những câu chuyện mà chúng ta vừa lắng nghe. Chúng tôi được biết là ông đã là một trong danh sách của 71 người được đưa về diện nghỉ chế độ trước khi cổ phần hóa, đúng không ạ? Đầu tiên họ xếp tôi vào nhưng sau đó thì lại được gạt vì họ ngại động chạm với tôi. Cái điều này cũng làm cho ông cảm thấy rất là bức xúc không ạ? Bức xúc. Vâng. Nhưng không phải nhiều lắm. Nếu như cuộc tiến trình cổ phần hóa tiến hành thành công thì ông có được tiếp tục ở lại đó không? Nếu tôi còn năng lực, vâng, còn sức khỏe, họ dùng thì tôi làm. Giả sử như công ty đã có một cái cách đối xử khác với ông thì ông liệu có làm đơn tố cáo không ạ? Biết chắc là phải làm. Vâng. Là nói là như thế chứ không phải là vì cái động cơ cá nhân. Cái điều mà có thể gọi là giọt nước tràn ly là điều gì? Chính là cái vụ mua bán của ông Khánh với lại em vợ ông ấy tháng 9 năm 2006. Vâng. Và ông lại làm đơn tố cáo vào tháng 4 năm 2007. Vâng, vâng. Vì sao lại có một khoảng cách như vậy? Mọi thứ đều phải chuẩn bị. Vâng. Một việc nhỏ đó không thể làm ông Khánh ngã được. Như vậy là làm ông Khánh ngã cũng là một những mục tiêu của ông ạ? Mục tiêu của mình là chống còn rút thì phải cái con người cụ thể đó phải được loại ra khỏi cổ máy đó. Tuy nhiên thì tại sao chúng ta không có một cái giải pháp khác hơn là cũng vẫn người đó, tuy nhiên thì họ thay đổi? Không có cách nào khác đâu. Ông đã thử chưa ạ? Có nói rồi. Cái nói riêng với Đình Vũ phải nói trước đấy mấy tháng rồi. Nhưng họ không điều chỉnh. Chúng tôi được biết là tới tháng 2 năm 2007 thì có một kết luận thanh tra của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là những cái thư nặc danh có gửi tới để tố cáo ông Tổng Giám đốc thì là không có chứng cứ xác thực, đúng không ạ? Nếu như cái đơn này kết luận rằng ông Khánh có thực sự có sai phạm thì ông có tiến hành đâm đơn vào tháng 4 2007 sau đó 2 tháng không? Chính vì Bộ xử lý không đúng, tôi buộc phải làm. Nhưng mà cũng nếu giả sử Bộ xử lý có đúng một phần mà còn những phần khác chưa được đưa ra ánh sáng thì buộc lòng tôi cũng vẫn cứ phải làm. Thanh tra của Bộ nhận được 20 cái đơn nặc danh. Xin được hỏi là ông là trong số 20 cái đơn đấy có cái đơn nào của ông không? Tôi hoàn toàn không hề và không thèm dùng cái cách đó. Vâng, vì sao với ạ? Bản tính của tôi không, tôi là đạn AK bắn thẳng. Đạn AK bắn vâng. thẳng. Không, tôi không dùng cái con đường đó. Vâng. Vì sao ông lại nghĩ là ông là người mà gọi là không đạn phải AK bây giờ thẳng? Tất cả từ ở bộ đội cũng thế thôi, cho nên nó cũng chỉ lẹp tẹp đi lên bằng cái sức của mình thôi. Theo ông thì tại sao những anh chị em khác người ta cũng có những nỗi niềm bức xúc và có thể họ cũng rất là thẳng thắn, thế nhưng mà họ thì lại không dùng cái phương pháp là đạn AK bắn thẳng? Nói chung con người là nó phải lo đến gia đình. Gia đình là tối thượng, cho nên miếng cơm manh áo của họ phải được bảo vệ. Mỗi người biết một chút thôi thì cái một chút đó cũng không thể làm người họ có thể có quyết tâm được. Cách như là nhiều người khác đã làm, tức là viết một cái đơn lên và thiếu thông tin, thiếu chứng cứ, đó là một cách dễ dàng hơn và cái cách mà mọi người thường hay chọn. Những cách đó khó thành công mà chỉ làm mất trật tự thôi. Trong cái trải nghiệm của chúng tôi thì ông có nói rằng là ông nếu như là một con chuột trong trò chơi chuột đuổi mèo thì ông sẽ tìm cách để cho mèo chạy ra
theo sự điều khiển của mình. Và tôi thấy điều này rất là khó hình dung. Có lẽ là lẽ thường thì không phải như thế. Vâng. Nhưng mà vì là đang ví dụ con chuột và con mèo. Vâng. Buộc lòng phải xử lý thế này. Uh-huh. Con mèo nếu không lộ ra thì con chuột nó không biết mèo đâu. Uh-huh. Thì làm sao mà tìm cách dẫn dắt nó được. Vâng. Buộc lòng mình phải lộ diện. Nếu như giả sử cái cuộc chơi vừa rồi của ông cũng là một trò chơi giống như là chuột với mèo, thì tôi thấy rất là dễ hiểu khi mà ông nói rằng là chuột phải lộ diện ra, tấn công trực diện đúng không ạ, để cho mèo nhìn thấy. Tuy nhiên thì cái cách tiếp theo ông bảo là chuột dẫn dắt mèo thì như thế nào? Tôi mách họ đừng có đóng dấu, vì cái con dấu đã được đổi từ tháng 8 năm 2004. Nếu các anh cứ làm biên bản đối chiếu lại năm đầu năm 2004 mà đóng bằng cái con dấu mới là lại thêm bất hợp pháp nữa đấy. Họ lúng túng, họ đi theo cái hướng mình định sẵn. Mục tiêu là để làm gì ạ? Bớt được những cái chứng từ giả đi, họ tạo cái chứng từ mới sẽ làm cho khó khăn cho công tác điều tra sau này. Và mình còn đánh chặn lái này, ví dụ như Đình Vũ đấy, quyên quyết là tôi không cho chuyển nhượng. Khi mà gửi những cái lá đơn đó thì ông có điểm yếu nào để mà đối phương của ông có thể lợi dụng để tấn công lại ông hay không? Tôi có nhiều điểm yếu, ví dụ như là cái sức khỏe của gia đình, của vợ con tôi nó không được tốt, hay là con nó không được học hành đến nơi chốn. Và ông thấy rằng là đối phương đã lợi dụng cái điểm yếu này và tấn công lại ông như thế nào? Họ không dám ra mặt, họ chết đơn nặc danh bôi nhọ tôi bỏ bê công việc gia đình để cho vợ ốm không chăm sóc, rồi để cho con hư mắc điện. Nhưng mà không phải vì thế, tôi vẫn chăm lo với bằng tình cảm và cái sức lực hết sức của tôi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một người đã chứng kiến theo dõi cái con đường rất là chông gai, rất là gian khó mà chồng của mình là ông Lê Thiên Long đã vượt qua, đó chính là bà Lê Thị Thu. Xin chào chị Thu ạ. Dạ. Xin được hỏi là chị đã như thế này bao nhiêu lâu rồi ạ? Về mức sức từ năm 92 thì đến năm 95 thì em nằm chỗ. Chị đi khám thì nói đây là bị viêm đa khớp dạng thấp. Thì các khớp của tôi nó co cứng mà. Trước kia thì nó còn nặng hơn bây giờ nhiều. Như thế là chị đã phải nằm bao nhiêu lâu ạ? Hơn chục năm đấy. Chị vâng nằm ạ. Một chỗ ạ? Chị dạ có đi lại được trong nhà không? Dạ không, hoàn toàn không. Thế thì các cái sinh hoạt cá nhân của chị thì làm thế nào? Có mẹ tôi với chồng tôi và con trai tôi giúp. Như thế là anh Long là ngoài giờ làm việc ra thì phải làm những gì ạ? Anh giúp tôi là tắm gội hoặc là ấy những cái đại tiểu tiện. Là một người phụ nữ thì chắc chắn là nhìn thấy cảnh chồng mình phải làm những việc như thế, có lẽ chị cũng không tránh khỏi ái ngại phải không ạ? Đúng. Tôi cũng rất buồn, tôi cũng rất là thương chồng tôi vì chồng tôi là một người rất là tốt. Lần đầu tiên nghe thấy anh Long về nói với cả chị là này, anh chuẩn bị một cái công việc khá là gay go vất vả đây, là bao giờ? Từ năm 2006 cơ, à. Thì chồng tôi cũng rất là trăn trở và chồng tôi suy nghĩ là chồng tôi cũng không muốn cái kết cục của ông Khánh phải như thế. Mà chồng tôi chỉ muốn rằng là ông Khánh là xuống cái ghế tổng giám đốc, bởi vì là của nhà nước đó ấy hết ra mà tổng công ty trong cái đó số vốn rất là nhiều. Chị có lúc nào thấy anh ấy nói với chị là có thể là cũng có nhiều rủi ro hoặc là nguy hiểm không? Hai vợ chồng cũng xác định với nhau ăn rau ăn cháo thì cũng vẫn phải tiếp tục làm cái công việc này. Trong suốt gần một năm thì anh Long đã tiến hành gửi các cái đơn thư rồi làm thu thập các cái chứng từ để gửi đi đúng không ạ? Thì chị đã chứng kiến anh ấy đã làm những công việc này như thế nào? Có hôm này ăn cơm có khi cũng quên cả ăn. Thế hay hoặc là làm việc có khi là suốt cả buổi tối cho đến thậm chí có những 3-4 giờ sáng. Trong quá trình mà anh Long tiến hành đấu tranh chống tiêu cực thì anh ấy có phải có được một cái chế độ ưu đãi đặc biệt là ví dụ giảm bớt các cái công việc nhà? Cũng có người giúp đỡ, nhưng cái thói quen của anh về bao giờ cũng phải là làm một cái gì đó, quét nhà, giặt giũ quần áo. Cá nhân chị thì cáo đã động viên anh ấy như thế nào? Hai vợ chồng tôi thì hay trêu nhau phải coi như là cố gắng, phải coi như là mình phải hoàn thành cái công việc mà anh làm. Mặc dù là nói thực ra khi nhà tôi bước vào làm việc này thì cũng có nhiều dư luận và mọi người tung tin là anh Khánh có một cái thế lực rất là lớn, chồng tôi không thể làm gì được anh ấy. Do vậy là mọi người rất là chủ quan và không tin tưởng là chồng tôi làm được việc đó. Và lúc này anh Long có muốn bổ sung điều gì không ạ? Là bà động viên để cho tôi làm. Cái lời động viên của chị thì có ý nghĩa gì đó? Rất là thiết thực. Vâng. Đối với vì lúc đấy là tôi bị ở trong tình trạng là hầu như cô lập về mặt tình cảm với lại đồng nghiệp. Cho nên chỉ còn một cái mái ấm thôi. Anh bị cô lập về mặt tình cảm, về đồng nghiệp như thế nào? Mọi cách đối xử của người ta với mình khác hẳn. Vâng. Không còn chào hỏi gì nữa. Người ta coi mình như bị bệnh phong ngày xưa. Theo anh, người ta đang nghĩ gì về anh? Nó nhiều khối người khác nhau. Vâng. Người thì ủng hộ nhưng mà phải tỏ ra lạnh nhạt. Còn người không ủng hộ
thì khinh bỉ cũng có. Lúc này thì cái niềm an ủi của anh lại là vợ và con đúng không ạ? Và như thế là chị thấy là chị cũng đã đóng góp được rất là nhiều trong công việc của anh ý. Chúng tôi xin cảm ơn chị Lê Thị Thu đã tới trường quay của chúng tôi ạ. Chúng ta đang theo dõi chương trình Người Đương Thời và đang trò chuyện với ông Lê Thiên Long, người đã đứng đơn để tố cáo tham nhũng và những sai phạm trong quản lý kinh tế tại Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Qua trao đổi với bà Lê Thị Thu thì chúng tôi được biết rằng là rất nhiều bạn bè cũng đã khuyên ngăn ông là không nên kiến nghị như vậy. Vì sao ông lại không nghe theo những cái lời khuyên này? Riêng cá nhân mình thì cũng là nhỏ thôi. Nhưng mà những cái đồng nghiệp họ giúp đỡ mình, đặc biệt những đồng nghiệp giúp đỡ về tài liệu, họ cũng mong muốn những cái việc họ đưa ra cho mình làm nó phải được đưa ra ánh sáng. Ngoài cái khó khăn là phải đối mặt với xa lánh tạm thời của nhiều người ấy, thì ông còn thấy cuộc sống của ông đã phải có điều gì thay đổi? Nói chung là một số thói quen của mình là phải được điều chỉnh. Ví dụ như là ngày xưa tôi hay đi buổi sáng đi sớm lắm. Thế thì mình phải điều chỉnh kể cả buổi chiều buổi sáng làm sao cho phù hợp để cho nó an toàn. Ông nghĩ rằng là điều gì có thể xảy ra? Cái nghĩ thì nó nhiều thứ và nó đến bất cập thì mình không thể biết được. Cho nên tốt nhất là mình phải hết sức cảnh giác. Hoặc là đi công tác. Ngày xưa tôi đi rất là sông xanh thì bây giờ tôi phải tìm cách thu gọn thời gian lại để quay về vị trí. Những cái lúc mà thu thập hoặc là lấy tài liệu là chuyển tài liệu thì ông sẽ phải làm như thế nào? Thì những quán cà phê đèn mờ hoặc là chuyển giao ngay từ trên xe máy, xe đạp ở ngoài đầu chợ hoặc đầu phố ngã tư. Chờ đèn xanh đèn đỏ nhưng mà mình đã biết trước là đến giờ đấy thể nào họ cũng tới chẳng hạn. Không cần nói hay gì cả. Họ để sẵn ở trong một cái cuộn giấy bọc màu ni lông đen này, để ở cái túi sách, cái giỏ đựng hàng ấy, là mình thò tay mình lấy mình đi thôi. Chúng tôi thấy là trong cái tập hồ sơ mà ông gửi thì có rất là nhiều những cái chi tiết mà chúng tôi nghĩ rằng là không hiểu làm sao ông có thể thu thập được. Họ là những người mà giúp tôi đưa tài liệu. Cái quan trọng nhất là tôi lấy được cái sổ tiền mặt và cái sổ tiền gửi. Thì ở đây con số biết nói hết. Ví dụ như tiếp khách chẳng hạn thì ở trong sổ tiền mặt nó sẽ thể hiện cho tôi biết là ông tiếp một tháng bao nhiêu lần, mỗi lần là bao nhiêu. Có cái gì gợn lên không? Chẳng hạn tự nhiên lại có cái tiếp khách với giao dịch đến tận 350 triệu chẳng hạn. Thì làm sao mà không nổi nổi lên ngay? Thực sự là rất nhiều công ở trong này ạ. Ông đã bỏ vào đây tổng cộng là bao nhiêu thời gian? Khi tôi làm được cái đơn đầu tiên ấy, 11 tháng 4 thì tôi đã phải chuẩn bị từ tháng 9 tháng 10 năm trước rồi. Phải hình dung thế này, không thể nào biết ngay từ đây từ A đến B được. Mà anh phải tìm cái đống tài liệu đó, nó sẽ liên quan móc xích với nhau rất nhiều. Ví dụ ông tìm một cái hợp đồng, thế thì từ cái hợp đồng đấy thì sẽ ra gì? Sẽ ra là thế thì cái tiền chuyển thì lại phải tìm từ trong cái tiền gửi ngân hàng ấy. Xem thế thì có đúng cái thực hiện hợp đồng đấy, cái tiền chuyển có đúng thế không? Hay là tìm thấy được một cái biên bản đối chiếu của họ thì lại phải tìm ngược trở lại xem thế thì tiền giả thế có đúng không? Lại phải đi lục từng tí một ở trong cái tiền mặt và tiền gửi để xem nó minh chứng cho là cái hợp đồng ấy đúng là thực hiện và coi như thế không? Hay là muốn là xem là thế thì hợp đồng đấy là 1.000 tấn ạ, phân bón ạ, thì có đúng là xuất 1.000 tấn không? Thì phải đi tìm ngược trở lại cái xuất kho rồi là cái bảng chênh lệch giá. Tức là phải đấu 3-4 cái loại tài liệu với nhau thì mới ra được một sự kiện là hoàn chỉnh. Là như thế mới khẳng định là có thật. Tổng cộng là ông đã gửi bao nhiêu bản như thế này? Có mấy chục thôi. Cứ tìm được đến đâu là phải làm ngay. Tôi bổ sung liên tục, đối tượng cũng lại thay đổi nữa. Ví dụ là đang là đối tượng là Bộ Nông nghiệp. Mà đối tượng Bộ Nông nghiệp không đạt yêu cầu thì phải chuyển đối tượng sang Bộ Tài chính, sang Bộ Công an, sang Thanh tra Chính phủ. Cho nên cái tầng tầng lớp lớp đơn của tôi thì phải nói là đến mười mấy lần cơ. Và cái khối lượng đơn nó lên đến khoảng đầu đơn lên khoảng trên 400. Tôi dùng tới 15 gram giấy cơ. Và rất nhiều tiền bưu điện đó chị. Vâng, tiền bưu điện. Trong cái phần trải nghiệm ban đầu thì chúng tôi có đưa ra 4 cái vũ khí, đó là theo dõi, thu thập dấu vết, huy động đồng đội và đánh giáp lá cà. Thì ban đầu ông đã chọn là thu thập dấu vết là quan trọng nhất. Nếu bây giờ được chọn lại thì ông có chọn lại không ạ? Theo ông nó thì vẫn là như thế thôi. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi chúng tôi thấy rằng là sự giúp đỡ, sự tiếp sức của tất cả những anh em đồng đội. Chính vì đấy, thu thập dấu vết lại phải thông qua huy động đồng đội. Mục to là tôi đi tìm dấu vết. Thế thì nó có nhiều biện pháp khác nhau. Lấy mạng lan cũng là một cách, rồi dùng tài liệu của bạn là một cách. Đấy là huy động đồng đội. Như thế là chúng ta có thể thu thập dấu vết không chỉ tự mình mà còn nhờ rất nhiều thứ, những anh em đồng đội. Và như ông nói là dùng chính nghĩa để thuyết phục họ, đúng không ạ? Trong cả một cái chặng đường như vậy, cái điểm nào có thể nói là điểm cái thắt nút quan trọng nhất? Chính là cái chỉ đạo của Chính phủ. Và đặc biệt này, trong vụ này là đến 3 lần Phó Thủ tướng chỉ đạo và đến lần thứ tư là đích danh Thủ tướng chỉ đạo. Cái điểm đột phá cuối cùng là cái chỉ đạo cuối cùng ngày 18 tháng 11 năm 2007 là của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, là tôi biết chắc là việc mình làm tốt rồi, thành công rồi. Theo tôi, Chính phủ mà cứ làm thế này mà làm
tốt như cái vụ của tôi này thì chắc chắn nhiều vụ khác sẽ được trọn vẹn. Theo ông ở đây, bí quyết thành công là gì ạ? Nếu anh không có một niềm tin sắt đá vào việc mình làm cũng khó thành công lắm. Muốn có một cái niềm tin sắt đá, anh phải có tài liệu tốt, đúng không nào? Thứ hai nữa, anh phải nói nó khách quan, không được nói lăng nhăng. Giả sử sau 5 năm nữa, ông ra đường và gặp lại vị tổng giám đốc cũ của mình, ông sẽ nói gì? Có lẽ cũng rất khó nói. Nếu mà phải nói thì là phải thông cảm cho tôi. Tại sao tôi... Muốn thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn có những cái tình cảm làm việc với nhau, gọi là đồng nghiệp với nhau cũng hàng chục năm. Do đó khi làm, khi ông ấy bắt, tôi cũng rất buồn. Chứ không phải là tôi vui sướng gì khi ông bắt. Vì mục tiêu ban đầu, ở trong cái lá đơn đầu tiên của tôi chỉ đề nghị miễn nhiệm thôi. Vị tổng giám đốc có thể nói là ông có thể nói nhỏ với tôi để tôi trả lại cơ mà. Nếu nói nhỏ chỉ còn tôi với anh thôi. Bởi vì bản thân anh đã đưa tiền cho tôi, tôi không nhận rồi. Tức là tôi, cá nhân tôi với anh, tôi không đồng ý cái cách làm đó. Thế nhưng mà còn đằng sau người ta nhìn tôi bằng cặp mắt nào? Nhận đặc biệt là những người giúp đỡ tôi. Thế tôi trở thành phản bội đồng đội à? Và ông nghĩ sao nếu như mà tôi sẽ nói rằng đây là một câu chuyện có kết thúc buồn, có một người vướng vòng lao lý. Tuy nhiên thì trong cái câu chuyện buồn này cũng có một phần trách nhiệm của ông. Bởi vì là thất bại của tổng công ty, thất bại của tổng giám đốc cũng có một phần thất bại, trong đó là của ban kiểm soát. Cái thất bại đó là thất bại trong giai đoạn đó thôi. Nhưng sau khi việc tôi làm thành công thì tổng ty bây giờ lại là thắng lợi chứ. Hiện nay tổng ty vốn đã lại phục hồi thành 160 tỷ. 2 năm vừa rồi lãi, năm 2007 lãi 28 tỷ, 2008 lãi 21 tỷ. Mà trước đây ông chỉ lãi có mấy trăm triệu một năm. Cho nên có thất bại chẳng qua chỉ là một hai cá nhân nào đó thất bại. Còn cái chung của chúng tôi là thắng lợi, tôi khẳng định. Trong cái chung đó có cách của tôi. Bây giờ tôi lĩnh lương rất cao của tổng ty, so với trước là cao rất nhiều, gấp 2-3 lần, khoảng 9-10 triệu chưa kể thưởng. Họ lại nhận con tôi vào làm, cháu có việc. Thế thì đấy là thắng lợi với cá nhân tôi. Nhưng cái chung còn to hơn nhiều là cái vốn liếng nhà nước đã khôi phục toàn bộ. Tổng ty làm ăn có lãi. Ông ước tính khoảng bao nhiêu? Tôi ước tính khả năng trên 100 tỷ. Là số đếm được. Còn một cái thắng lợi lớn hơn rất nhiều nữa. Đó là một cái điều làm củng cố thêm lòng tin của nhân dân, của toàn xã hội của chúng ta ở cuộc đấu tranh chống phòng chống tham nhũng do Đảng và Chính phủ của chúng ta phát động, không ạ? Phải có niềm tin cháy bỏng với cái cuộc sống này, với cái Đảng này, với cái Chính phủ này mới làm được. Và cố gắng làm nhiều, càng nhiều càng tốt thì xã hội sẽ trong lành hơn nhiều. Nếu đã tin vào cuộc sống thì bắt tay vào làm những việc không phải việc chống tham nhũng mà nhiều việc khác nữa để cho cái cuộc đời ngày càng đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một thành công nào cũng đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực và chẳng có con đường tắt nào để đi tới được thành công, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta muốn thịnh vượng, chúng ta cũng cần phải có thời gian, không có thể có con đường tắt đi tới thịnh vượng. Cũng như thế, bất cứ một việc gì chúng ta làm thì cũng không thể có con đường tắt mà vẫn phải có rất nhiều những nỗ lực, những cố gắng và với một niềm tin rất là cháy bỏng như là ông Long đã nói, đúng không ạ? Xin chúc mừng ông Long và một lần nữa xin cảm ơn ông.